Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình On Green. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số bài tập cơ bản để chúng ta có thể luyện tập cú sinh một cách hiệu quả hơn và qua đó chúng ta có thể khắc phục được rất nhiều lỗi cơ bản. Một trong những bài tập đầu tiên tôi sẽ đi vào ngày hôm nay đó chính là bài tập liên quan tới độ trễ của cổ tay khi chúng ta thực hiện cú sinh. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần hiểu độ trễ là gì, cũng như vai trò và tác dụng của độ trễ là như thế nào khi chúng ta thực hiện cú sinh với những cây gậy sắt cũng như với những cây gậy driver. Đầu tiên về khái niệm độ trễ, các bạn có thể hiểu như thế này. Khi chúng ta thực hiện một vòng swing, đặc biệt là khi chúng ta đưa xuống hay còn gọi là phần down swing, khi chúng ta đưa gậy trả về vị trí tiếp xúc bóng, phần cổ tay của chúng ta sẽ cần hoạt động để làm sao chúng ta có thể ra được tốc độ nhiều nhất. Và một trong những lỗi cơ bản tôi hay gặp ở các golfer nghiệp dư đó là khi chúng ta thực hiện cú down swing, phần cổ tay của chúng ta đã bị mất đi độ trễ tương đối sớm. Và chính điều này đã làm cho đầu gậy di chuyển về phía mặt đất rất là nhanh. Khi chúng ta di chuyển xuống, phần cổ tay và gậy sẽ tạo thành một góc cơ bản. Và các bạn sẽ thấy với những golfer chuyên nghiệp thực hiện những cú đánh rất xa, họ sẽ giữ được phần độ trễ của cổ tay như thế này đến thời điểm tương đối muộn, sau đó họ mới thả cổ tay. Và lúc này đầu gậy di chuyển tốc độ rất nhanh. Ngược lại, các golfer nghiệp dư thường có thói quen nhả độ trễ tương đối sớm, có nghĩa trong quá trình đưa gậy xuống, cổ tay nhả gậy sớm và làm cho đầu gậy di chuyển về phía mặt đất rất nhanh. Chính điều này đã làm cú swing của chúng ta bị mất rất nhiều tốc độ tại thời điểm nhả cổ tay, dẫn đến việc khi chúng ta đi vào bóng, đầu gậy di chuyển không phải có được tốc độ nhanh nhất. Không những thế, khi các bạn thực hiện một cú swing có phần độ trễ nhả ra tương đối sớm, các bạn sẽ thấy phần đầu gậy sẽ muốn di chuyển về phía mặt đất sớm hơn và rất có nhiều khả năng là chúng ta sẽ tiếp xúc sớm ở phía trước vị trí mà bóng nằm ở dưới đất. Có nghĩa là đầu gậy của chúng ta di chuyển tiếp xúc sớm hơn so với dự định và điều này sẽ làm cho đầu gậy cắm xuống mặt đất rất sớm mà chúng ta không đánh được trúng bóng. Ngược lại, nếu như chúng ta cố gắng né mặt đất thì lúc này cổ tay của chúng ta đã nhả ra mất rồi và điều đó sẽ làm cho đầu gậy có phần móc từ dưới lên và chúng ta lại rất dễ di chuyển đánh vào ngang thân bóng. Cả hai lỗi này đều mang lại tiếp xúc bóng không tốt và chúng ta sẽ không có được đường bóng tối ưu. Vậy thì chúng ta sẽ nên học hỏi các golfer chuyên nghiệp ở phần kiểm soát độ trễ như thế này. Đó là chúng ta sẽ cố gắng làm sao để cổ tay không bị nhả ra quá sớm, để khi tiếp xúc vào bóng, đầu gậy chúng ta di chuyển về mặt đất theo hướng cắm hơn. Và tại thời điểm này, tốc độ của đầu gậy sẽ là nhanh nhất. Với phần bài tập, các bạn sẽ thực hiện một cú swing vô cùng đơn giản và chúng ta tập trung chủ yếu vào phần cổ tay ở lúc đưa xuống. Và trên tay tôi hiện giờ là cây gậy 7 sắt. Với cơ bản bài tập sẽ nhìn như thế này. Các bạn sẽ thấy đây là một động tác rất là ngắn và chúng ta không tập trung đánh mạnh. Chúng ta chỉ tập trung làm sao để phần cổ tay có thể hoạt động được tốt nhất. Ở bài tập này, đầu tiên các bạn đứng vào tư thế setup với gậy 7 sắt, chúng ta đứng tương đối nhỏ và cầm gậy ngắn. Các bạn cũng có thể thực hiện với gậy số 8 hoặc số 9 sắt. Chúng ta cần tập luyện bài tập nhỏ này với những cây gậy trung bình hoặc là cây gậy ngắn, chứ chúng ta không nên tập luyện với những cây gậy dài như là số 5 hoặc số 6 sắt. Việc đầu tiên sau khi chúng ta vào được tư thế setup đó là các bạn sẽ bè cổ tay 90 độ so với cả vị trí ban đầu. Các bạn lưu ý, khi chúng ta bè cổ tay lên thì chúng ta cố gắng không di chuyển cổ tay về hướng bên phải. Chúng ta gần như không sử dụng bất cứ phần nào khác trên cơ thể ngoài cổ tay. Các bạn cũng lưu ý luôn, rất quan trọng, đây không phải là bài tập đưa gậy lên. Thế nên chúng ta đưa cổ tay bẻ lên 90 độ ở vị trí sớm như thế này không phải để khi thực hiện một cú đánh chúng ta sẽ đưa gậy lên bằng cổ tay nhiều như vậy. Chúng ta sẽ vẫn cần di chuyển vai. Tuy nhiên mục đích của bài tập này đó là khi chúng ta bẻ cổ tay lên vị trí 90 độ này, đây chính là vị trí chúng ta đưa xuống, có nghĩa chúng ta sẽ tập trung vào vị trí này khi chúng ta đưa xuống. Vậy thì ở vị trí này chúng ta sẽ đưa gậy lên bằng vai rất ít và sau đó chúng ta sẽ nhả xuống. Các bạn sẽ thấy khi mà cổ tay của chúng ta đã ở vị trí này rồi, chúng ta sẽ tạo vị trí này để khi đưa xuống, cổ tay và gậy của chúng ta không bị nhả ra sớm. Vậy thì một lần nữa các bạn lưu ý, phần cổ tay của chúng ta bẻ lên 90 độ và đây không phải là bài tập đưa gậy lên bằng cổ tay. Đây là vị trí chúng ta vào trước để chúng ta có thể đưa gậy vào vị trí này khi chúng ta đưa xuống. Chúng ta sẽ gợi ý vào vị trí như thế này ở thời điểm đầu tiên. Và khi chúng ta di chuyển xuống vào bóng mà phần cổ tay của chúng ta vẫn còn độ trễ giữa cổ tay với cây gậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều tốc độ khi chúng ta đưa về vị trí tiếp xúc bóng. Và các bạn sẽ nhận thấy là đầu gậy của chúng ta di chuyển về phía mặt đất sẽ theo một góc có phần cắm từ trên xuống nhiều hơn.
Nếu như chúng ta bị mất độ trễ sớm quá, các bạn sẽ thấy khi chúng ta đưa xuống, phần cổ tay và gậy không còn độ trễ nữa và đầu gậy sẽ di chuyển về phía mặt đất rất nhanh. Và khi đi vào bóng sẽ đi vào theo góc ngang chứ không phải là góc cắm. Để từ vị trí này chúng ta di chuyển lên rất ít và chúng ta cũng di chuyển xuống một quãng tương tự. Vậy thì các bạn có thể tưởng tượng cú đánh này tương đối giống một cú chip, chỉ có điều chúng ta sẽ tập trung nhiều vào phần cổ tay. Với bài tập như thế này, phần cổ tay của các bạn cần luôn luôn linh hoạt. Tuy nhiên, chúng ta không cầm gậy chặt quá và tránh bẻ cổ tay lên vào vị trí rất gồng. Bởi vì vị trí này có thể tốt, nhưng nếu chúng ta gồng cổ tay nhiều quá, các bạn cũng sẽ không nhả được cổ tay và chúng ta sẽ giữ gậy quá lâu. Ở cú đánh như thế này chắc chắn sẽ dễ gây chấn thương. Vậy thì bài tập nhìn tổng thể như thế này, chúng ta sẽ vào vị trí setup tương đối nhỏ, cầm gậy ngắn, bẻ cổ tay lên 90 độ. Từ vị trí này, chúng ta đưa vai lên rất ngắn và hông xuống. Các bạn có thể hiểu vị trí chúng ta đưa lên ở đây chính là vị trí chúng ta đưa xuống. Sau đó các bạn có thể áp dụng với bóng. Bóng chúng ta đặt vào giữa chân, hai chân đứng hẹp, cầm gậy ngắn. Các bạn cũng có thể quan sát thấy luôn là khi tôi đưa gậy lên, sử dụng cổ tay để đầu gậy di chuyển ở vị trí 90 độ so với ban đầu, thì tôi có dừng lại ở vị trí này, sau đó mới thực hiện cú swing sử dụng phần vai và phần hông. Lý do đó là chúng ta cần đưa vào vị trí này để chúng ta đưa xuống, có nghĩa đây là vị trí gợi ý để chúng ta về lại vị trí này khi chúng ta đưa gậy xuống, chứ không phải là chúng ta tập cú đánh backswing đưa gậy lên bằng cổ tay. Vậy nên các bạn có thể hiểu đây mới là tư thế setup ban đầu và sau đó chúng ta sẽ đưa vai lên, hông xuống, cú swing bắt đầu từ đó. Và nếu như thực hiện bài tập này tốt, các bạn sẽ thấy một lần nữa là đầu gậy di chuyển theo hướng cắm nhiều hơn là hướng bạt ngang. Và tiếp xúc như vậy thông thường sẽ rất tốt, chúng ta tạo được nhiều độ xoáy backspin và chúng ta ít có cơ hội bị đánh vào ngang thân bóng hoặc là đánh đập đất trước. Một lưu ý cuối cùng đó là phần độ trễ của chúng ta thường bị mất rất nhiều khi chúng ta đưa gậy xuống. Thế nên các bạn cần tập luyện bài tập này nhiều với cú đánh xuống và chúng ta cần thực hiện bài tập này với những cây gậy sắt trung bình. Nó sẽ dễ hơn là chúng ta sử dụng những cây gậy gỗ hoặc là cây gậy driver để thực hiện động tác này. Và nếu như phần cổ tay của chúng ta hoạt động một cách hiệu quả như vậy, các bạn chắc chắn sẽ có được những cú đánh tốt hơn. Sau đó chúng ta có thể áp dụng phần cổ tay như vậy, phần độ trễ và những cây gậy khác, bao gồm cả cây gậy gỗ và cây gậy driver. Và một bài tập nữa tôi muốn chia sẻ hôm nay đó chính là bài tập liên quan tới hướng. Với bài tập này thì thật ra đây là một bài tập rất cơ bản và cũng rất dễ thực hiện. Và các bạn sẽ cần thêm hai cây gậy nữa. Và những cây gậy này chúng ta sẽ đặt xuống dưới thảm khi chúng ta tập luyện, để biết được là mình đang ngắm hướng như thế nào cũng như là vị trí bóng ở đâu. Vậy thì với cây gậy đặt ở hướng thẳng về hướng mục tiêu, cây gậy này sẽ giúp tôi kiểm soát được hướng đánh của tôi đang là như thế nào. Mình đang ngắm hướng ra đâu để xem chân của chúng ta đứng có đúng hướng hay không. Và tôi sẽ sử dụng thêm một cây gậy nữa, đặt vuông góc với cây gậy này. Cây gậy này sẽ có tác dụng đánh dấu vị trí bóng. Khi tôi đặt bóng vào đúng vị trí, chiếc cán gậy này chĩa ra. Và khi đứng vào, tôi sẽ quan sát được ngay là trái bóng này đang nằm ở phía chân trái nhiều hơn hay về phía chân phải nhiều hơn. Và qua đó chúng ta sẽ kiểm soát được vị trí bóng có đúng như chúng ta đang tập luyện hay không. Vậy thì khi tôi tập luyện với hai cây gậy như thế này, trước khi thực hiện một cú đánh, tôi có thể kiểm tra chắc chắn vị trí bóng đã đúng chỗ hay chưa, chân của tôi đang ngắm đúng hướng hay chưa. Và nếu như đúng rồi thì khi thực hiện một cú đánh tốt, tôi có thể kiểm soát được xem là đường bóng này sẽ bay về đâu là chính xác. Rất nhiều khi chúng ta tập luyện mà không có những chiếc quay chỉ hướng hoặc những cây gậy chỉ hướng như thế này, chúng ta đứng vào tư thế setup nhưng mà vị trí bóng chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ nhiều golfer tôi thấy hay để bóng ở phía chân trái nhưng lại đang cảm giác là bóng đang ở giữa chân. Cũng giống như việc chúng ta ngắm chân đang đứng lệch về hướng bên trái nhưng lại cảm giác là chúng ta đang đứng đúng hướng. Vậy thì khi chúng ta chỉ tập luyện bằng cảm giác thì điều đó chưa chắc đã chính xác như chúng ta nghĩ. Các bạn nên sử dụng những chiếc gậy đơn giản như thế này. Chúng ta chỉ cần đặt xuống và với mỗi một cú đánh
sau khi thực hiện cú đánh nháp. Trước khi thực hiện cú đánh vào bóng như thế này, tôi sẽ đứng vào tư thế và quan sát vị trí bóng đã hợp lý hay chưa. Trong trường hợp này với cây gậy bảy sắt, tôi hơi muốn đặt bóng ở vị trí chân trái một chút. Vậy thì tôi sẽ cảm giác phần cán gậy sẽ hơi chếch về phía chân trái nhiều hơn. Và hướng đánh ở phần chân của tôi với cây gậy thẳng hướng mục tiêu ở đây sẽ giúp tôi ngắm hướng được chính xác và không bị lệch. Và nếu như trái bóng của tôi bay không đúng hướng, tôi có thể khẳng định điều đó không phải do setup. Bởi vì setup đã kiểm soát ngay từ đầu, chúng ta biết mình ngắm hướng chuẩn. Nhưng bóng swing không tốt, tiếp xúc bóng không tốt và bóng đi lệch hướng. Và co đó biết được rằng là thực tế cú đánh hỏng vừa xong là do lỗi kỹ thuật chứ không phải là do lỗi ngắm hướng. Với các golfer nghiệp dư thì chúng ta có thể luôn luôn đặt những cây gậy như thế này với mỗi một cú đánh. Và nếu như các bạn chuẩn bị ra sân hoặc là các bạn đã có qua một thời gian rèn luyện, chúng ta đã có kinh nghiệm nhiều hơn, chúng ta có thể không setup sẵn như thế này mà có thể setup khi chúng ta thực hiện cú đánh chỉ mang tính chất kiểm tra. Ví dụ, sau khi tập luyện kỹ thuật và tôi muốn tập luyện đánh vào hướng ở cú đánh này, tôi ngắm vào chiếc cờ ở kia. Vậy thì trước khi tôi thực hiện cú đánh, sau khi ngắm hướng chính xác xong xuôi, tôi sẽ đặt cây gậy xuống vị trí hai mũi chân, đứng lùi về phía đằng sau để kiểm tra xem cây gậy này có hướng về đúng hướng mình muốn hay không. Và các bạn có thể kiểm tra, và theo quan sát của tôi thì rất ít người ngắm được đúng hướng như mình nghĩ nếu như không có sự luyện tập ban đầu. Và đôi khi chúng ta sẽ rất ngạc nhiên là chúng ta đứng hoàn toàn sai hướng so với hướng mà chúng ta đang nghĩ. Và qua việc tập luyện như thế này, các bạn có thể thấy chúng ta có thể tự kiểm tra, và trên sân những cú đánh hỏng sẽ không xuất hiện nữa nếu như chúng ta đứng đúng hướng hơn. Và với những bài tập đơn giản như thế này, các bạn có thể tập luyện chỉ với cây gậy trên tay đặt xuống kiểm tra hướng. Chúng ta hạn chế được những cú đánh hỏng do sai hướng, một lỗi mà tôi nghĩ rất cơ bản và rất không đáng có. Bởi vì chúng ta có thể đánh sai hoặc đánh hỏng và đường bóng bay không được như mong muốn, nhưng việc ngắm hướng theo tôi là một việc tương đối đơn giản và chúng ta cần luôn luôn ở trong vị trí có thể kiểm soát được hướng đánh. Với tất cả những cây gậy, không chỉ với những cây gậy sắt mà kể cả với gậy putter hay gậy driver, chúng ta cần phải kiểm soát được tư thế setup của chúng ta là đúng hướng, vị trí bóng đúng ở vị trí chúng ta dễ thực hiện nhất trong tình huống như vậy. Và các bạn sẽ thấy những bài tập vừa xong không đòi hỏi yêu cầu về dụng cụ hỗ trợ nhiều, mà các bạn có thể luôn luôn tự luyện tập với chính bản thân. Chúng ta sẽ kiểm soát được phần nào cú swing của mình mà không cần sự quan sát của người khác. Và với việc kết hợp các bài tập lại với nhau, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ sớm cải thiện được phần kỹ thuật. Và nếu như theo thói quen của các golfer nghiệp dư, đó là chúng ta không sử dụng các bài tập bổ trợ mà chúng ta chỉ có đứng đánh bóng, các bạn vẫn có thể tiến bộ. Tuy nhiên, không có sự chỉnh chu về kỹ thuật thì khả năng là chúng ta sẽ khó cải thiện kỹ thuật swing của mình và khó được kết quả trên sân. Hy vọng các bài tập vừa xong sẽ giúp ích với các bạn trong suốt quá trình chúng ta tập luyện kỹ thuật phần swing. Xin chào và hẹn gặp lại.